Kiều Trâm xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức người Việt hải ngoại trong tuần. Trong tuần vừa qua đã diễn ra buổi lễ tưởng niệm tri ân các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam tại bức tường đen thuộc Washington DC. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 4, một buổi lễ tưởng niệm tri ân các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam tại bức tường đen Washington DC do Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt tổ chức. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giao, trưởng ban tổ chức, đã cảm ơn sự hy sinh của các chiến sĩ Hoa Kỳ nói chung và các anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng đã bảo vệ đất nước Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau đó là phần phát biểu của các quan khách, ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa và cô Cathy Chen, ứng viên vào ghế dân biểu tiểu bang Virginia, địa hạt 42. Miền Bắc California đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm 42 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Trong bầu không khí trang nghiêm thì buổi lễ tưởng niệm 42 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4 đã được cử hành lúc 11 giờ sáng ngay trước tiền đình quận hạ Santa Clara tại Bắc California. Có lẽ không thể lột tả hết những nỗi niềm tang thương mất mát của hàng trăm hàng triệu người Việt tị nạn tha phương đi tìm tự do vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sự hy sinh và tranh đấu cho một nền độc lập tự do của thế hệ cha ông đi trước, sau 42 năm vẫn luôn được thế hệ con cháu khắc cốt ghi tâm. Dù lưu lạc tha phương nơi đất khách quê người, nhưng hàng năm cộng đồng người Việt tại hải ngoại vẫn luôn tổ chức những lễ tưởng niệm, không ngừng đấu tranh và nhắc nhở thế hệ hậu duệ sinh trưởng tại Hoa Kỳ luôn trân quý, tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà ông cha để lại. An ủi thay niềm đau thương mà người dân Việt đang gánh chịu đã nhận được sự quan tâm và cảm thông từ Thượng viện Quốc hội công nhận tháng 4 là tháng 4 đen. Cộng đồng người Việt quốc gia của Nam California đã tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Theo thông lệ hàng năm thì để kỷ niệm biến cố đau thương của đất nước và dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali đều tổ chức lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Năm nay chương trình được diễn ra vào đúng ngày 30 tháng 4. Tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster của Nam California, buổi lễ tưởng niệm đặt vòng hoa có sự tham dự của hàng trăm quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý dân cử, đại diện các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương. Đã có hơn 30 vòng hoa từ các hội đoàn đã được đặt trang nghiêm tại tượng đài để tưởng niệm và cầu nguyện cho những chiến sĩ trần vong đã hy sinh cho tự do độc lập của nước nhà. Lễ truy điệu anh hùng tử sĩ và đồng bào tử nạn trong chiến cuộc. Lễ truy điệu anh hùng tử sĩ và đồng bào tử nạn trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do nhân tưởng niệm 42 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4 đã được tổ chức vào lúc 8 giờ đêm thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại kỳ đài Eden thuộc thành phố Foster, tiểu bang Virginia. Buổi lễ do cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp với Hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn đồng tổ chức. Sau lời chào mừng và nói lên ý nghĩa của buổi lễ, ông Bùi Mạnh Hùng là nghi thức chào quốc kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo là lễ đặt vòng hoa niệm hương trước bàn thờ Tổ quốc, đọc văn tế với ba hồi chiêng trống. Trong phần phát biểu cảm tưởng về cuộc đời nghiệt ngã 42 năm trước, khiến đất nước lầm than, hàng triệu người nhà tan cửa nát, gia đình ly tán, ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, ông Tạ Cự Hải, đại diện Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn, quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các chính khách Hoa Kỳ và giới trẻ thành đạt tại Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt vùng Arlington, Texas tưởng niệm ngày Quốc hận. Vào trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 4, trong không khí se lạnh bất thường và gió mạnh, hàng trăm quý đồng hương và đại diện các hội đoàn, các cơ sở tôn giáo, cũng như đại diện thành phố Arlington đã có mặt tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tọa lạc trong Veteran Park của Arlington để tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận tại nơi đây. Buổi lễ được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm và tri ân các quân dân cán chính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thân trong cuộc chiến Việt Nam, cũng như hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên tìm tự do. Ngoài ra còn là dịp để nhắc nhở các thế hệ trẻ về lịch sử bi hùng của cha ông. Sau khi thực hiện các nghi lễ, tất cả mọi người đều phất cờ vàng ba sọc đỏ, cùng hát vang những ca khúc đấu tranh để cùng chung sức chia sẻ tiếp tay cho những cuộc đấu tranh của người dân quốc nội đang bùng nổ. Buổi lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas.
Buổi lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas đã diễn ra tại khuôn viên Hồng Kông City Mall trên đại lộ Bel-Air và thành phố Houston vào lúc 6 giờ tối. Nghi lễ trang nghiêm cùng phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng vị quốc vong thân đã làm quý quan khách và đồng hương không khỏi bùi ngùi xúc động. Hình ảnh rừng cờ vàng tung bay trong gió. Chương trình còn có sự hiện diện của các chính khách trong thành phố cũng đã tới tham dự như ông thị trưởng thành phố, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Al Green, nghị viên thành phố Steve Lee, các vị chính khách bản xứ đại diện Đảng Cộng Hòa cũng có mặt, cùng rất đông đảo các hội đoàn và đồng hương. Lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 cũng được truyền hình trực tiếp trên hệ thống đài Việt TV khắp nơi. Buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 và lễ gắn tên đường Trần Hưng Đạo tại Nam California. Tại tượng đài Đức Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Westminster, Nam California đã diễn ra buổi tưởng niệm tháng 4 đen và nghi lễ gắn tên đường Trần Hưng Đạo. Bảng tên được gắn trên đại lộ Bồ Xà do Liên hội Cựu chiến sĩ, Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Ủy ban chống Cộng sản và Tay Sai phối hợp với Lido Sài Gòn Radio tổ chức và được trực tiếp truyền thanh đúng vào ngày 30 tháng 4. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng Bắc quân. Hội đồng thành phố Westminster vừa chấp thuận tên đại lộ Bồ Xà Trần Hưng Đạo với tỷ lệ phiếu là 5 và 0 trong buổi họp vào tháng Giêng vừa qua. Tham dự buổi lễ gồm có sự hiện diện của Hội đồng Liên tôn, các vị dân cử, các vị tổng hội trưởng các đơn vị quân đội, cảnh sát quốc gia cũng như nhiều tổ chức, chính đảng và đoàn thể khác. Buổi hội thảo có tên gọi Chiến tranh Việt Nam đã diễn ra tại Fort Worth của Texas. Trường Đại học Cộng đồng TCC, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hà Tây, Văn phòng County Commissioner Precinct 2, Andy Nguyễn, Hội Novel, Hội Văn hóa Khoa học đã tổ chức buổi hội thảo có tên gọi Chiến tranh Việt Nam, một đấu tranh cho dân chủ và tự do. Vào thứ Bảy 29 tháng 4, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tại hội trường Tarrant County College thuộc South Campus, Fort Worth, Texas. Mục đích là để tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 42 và khơi gợi tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cũng như để các bạn trẻ được sinh ra và trưởng thành tại Hoa Kỳ hiểu rõ hơn những đau thương tang tóc mà chế độ Cộng sản đã gây ra cho đồng bào miền Nam và cả dân tộc Việt Nam trong suốt 42 năm qua. Qua đó tạo tiền đề để các bạn trẻ cống hiến cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do, đặc biệt là cho đồng bào trong nước. Tham dự buổi hội thảo có nhiều quan khách cũng như nhiều thuyết trình viên Việt Nam và Hoa Kỳ đã thuyết trình về chủ đề cuộc chiến Việt Nam đấu tranh cho dân chủ và tự do. Buổi lễ tưởng niệm cựu Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn tại Nam California. Buổi lễ tưởng niệm cựu Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Chủ tịch của Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, một người được coi là ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, đã được diễn ra vào 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 28 tháng 4 tại nhà quan Peak Family, phòng số 1, thành phố Westminster thuộc Nam California. Bà quả phụ Lý Nhật Hướng, nhũ danh Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, pháp danh Thân Từ, nguyên trung tá nữ quân nhân không quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đề ngũ đặng bảo quốc huân chương của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hội trưởng Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa đã ăn giấc ngàn thu vào sáng thứ Ba ngày 18 tháng 4 tại Bệnh viện Fountain Valley, California, hưởng thọ 91 tuổi. Tham dự buổi lễ ngoài các thành viên trong gia đình tăng quyến, thân bằng quyến thuộc, còn có quý vị trong Ban điều hành Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, rất đông đại diện các hội đoàn, đoàn thể và các cơ quan truyền thông. Buổi thánh lễ cầu nguyện cho quê hương tại Giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam ở tại thành phố Houston, Texas. Thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam đã được diễn ra long trọng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 tại thánh đường Giáo xứ Các Thánh Tự Vị Đạo Việt Nam tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhìn lại chặng đường dài lịch sử hơn 42 năm mất nước và tha hương, ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, rất nhiều đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do. Thánh lễ cầu nguyện được diễn ra trong tâm tình cầu nguyện cho các anh hùng tử sĩ đã vì quốc phòng thân và cho đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do và cho quê hương Việt Nam sớm có ngày tự do, ấm no và thanh bình. Trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Hội đồng Liên tôn và đại diện của Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại thành phố Houston và các vùng phụ cận. Và thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức người Việt hải ngoại trong tuần với sự trình bày của Kiều Trâm và giọng đọc Hoàng Quân. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị.